Audio Jungle. Xin chào bà con, thì cái vấn đề bà con á, hôm nay mình quay clip này mình nói bà con á là cái vấn đề làm cành á, thì một số bà con thắc mắc á là khi cây bơ chúng ta á, mà nó ra trái á, nó dùng tỷ lệ đậu rất là thấp á, nhưng mà cành chồi nó rất là nhiều á, thì bà con có thắc mắc á là có nên làm cành hay không và làm có hợp lý hay không á. Thì cái này theo quan điểm cá nhân của mình á, mình chia sẻ với bà con á, thì bà con vẫn làm cành được cho mình nha. Cái giai đoạn này bà con tỉa cho mình những cái cành nào mà nó không có tác dụng đậu trái nữa thì con có thể tỉa được hết. Con tỉa để dinh dưỡng nó tập trung, nó nuôi vào những cái trái, ở những cái đọt nuôi vào trái để tránh tình trạng cạnh tranh dinh dưỡng ở những cái đọt này. Thì trong qua cái giai đoạn này á, thì sau khoảng 2 đến 3 đợt mưa á, hoặc 4 đợt mưa vào mùa mưa á, thì đọt nó sẽ phát rất là nhiều. Lúc đó á, thì bà con thoải mái chúng ta chọn đọt, chọn cành chúng ta giữ lại để mà làm hoa, làm trái cho giai đoạn mà năm mới ra. Thì cái vườn này mình quay cho bà con xem về công tác mà đã làm cành rồi, đã tạo tán khi mà đậu trái á. Thì bà con thấy không? Những cây bơ mà nó rất là thưa thì tỷ lệ đậu trái là ngọn rất là cao. Thì cái đây là đã làm cành rồi, thì cái tỷ lệ đậu trái nó thấp. Nói chung là mình sẽ hướng dẫn cho bà con chi tiết và nói sơ bà con về những cái mà tại sao chúng ta phải làm cành ở giai đoạn này. Thì cái việc giai đoạn cành này thì mình nói cũng như clip trước rồi, ở phần 35 á, để cho dinh dưỡng nó tập trung nó nuôi vào cái trái. Thì clip này mình chỉ quay chung chung cho bà con xem về những cái cây mà đã tạo thành nó thông thoáng như thế này. Thì thật sự thì một số bà con chúng ta cũng rất là hoang mang khi giai đoạn này làm cành để ảnh hưởng gì không, thì mình cũng nói là sẽ không ảnh hưởng gì hết. Thì bà con có thể tùy vào cây, tùy vào tán mà bà con có những cái mô hình chúng ta, cách thức chúng ta làm cành riêng. Còn đây là cái vườn mình quay hướng dẫn chi tiết sơ cho bà con nông dân. Cái vườn này mình quay để cho bà con tham khảo về cách làm cành của nông dân thông thoáng như thế này. Thì đang cũng là giai đoạn bước vào mùa mưa á, thì nên cũng cần đòi hỏi cây bơ chúng ta thông thoáng hơn để tránh nấm bệnh. Cái thứ hai nữa là côn trùng nó ẩn nấp, nhất là một số loại bọ vừng, bọ xít rồi á, nó hay chích bơ giai đoạn này, chích lá, chích ngọn giai đoạn này rất là nhiều. Nên cái này là mình hướng dẫn sơ. Còn mình vẫn lưu ý bà con ha, khi á mà bà con làm cành á thì con quan sát cho kỹ nha. Vì giai đoạn này bà con làm cành mà không có kỹ á, bà con vô tình bấm nhầm phải trái bơ, vì trái bơ giai đoạn viên bi này rất là khó thấy. Bà con cứ cắt nẹt là cắt trúng những cái bơ nó rụng hết, rất là tiếc. Vì bơ ra giai đoạn này thì một trái nó tầm khoảng nửa ký đi, 5 lạng, 7 lạng thì giá thành cho 50 đi, bà con bắt một trái bơ tầm giai đoạn từ 20 đến 40 nghìn một trái bơ. Đó là mình tính giá là bơ 50 nghìn một ký á, nhưng có thể là hơn, sản lượng năm nay bơ nó mất mùa rất là nhiều. Nên cái đó là mình hướng dẫn sơ bà con. Còn dưới góc này mình quay là chi tiết cho nông dân đang tỉa cành á, thì mình cũng không có quay được cái clip chi tiết cho bà con xem về công tác mà tỉa cành giai đoạn bơ đang ra trái. Thì ở clip sau mình sẽ quay bà con chi tiết về cách tỉa cành tạo tán bơ khi mà giai đoạn mà ra trái tỉa như thế nào cho hợp lý. Còn clip này mình chỉ quay cho con những cây bơ mà đã tạo tán thông thoáng khi mà ra trái hạt độ, ra trái bằng viên bi á, thì con ta tỉa được rồi. Thì đó là mình chia sẻ bà con. Thì toàn bộ clip này mình quay cho con xem những cây bơ mà đã tỉa cành thông thoáng để tập trung dinh dưỡng nuôi vào trái cho hiệu quả cao, tỷ lệ đậu rất là cao. Thì mình cũng nhắc nhở bà con lại là trong giai đoạn này á, thì bà con có thể bón cho mình là phân vi sinh, phân chuồng. Còn nếu bà con không có điều kiện mà cây chúng ta cỏi quá thì con có thể bón NPK. Thì một cây chúng ta bón khoảng nửa chén NPK rải xung quanh gốc á, thì mình cũng nói clip ở 35 rồi. Còn vấn đề phát đọt á, thì mình cũng nói ở clip 35. Trong cái giai đoạn thời tiết đã đổ mưa 2 đến 3 cơn, có thể có vùng 4 cơn á, thì lúc này đọt bung rất là mạnh. Thì cái giai đoạn thời tiết mà mưa xuống thì đọt lại phát, mưa xuống là đọt phát, nên bà con tiến hành chặn đọt cho mình. Thì đó là mình hướng dẫn và cũng nói chi tiết cho bà con xem. Thì ở đây mình cũng làm đầy đủ clip rồi, tỉa cành giai đoạn ra trái mình cũng hướng dẫn và chặn đọt mình cũng hướng dẫn. Thì cái đó mình sẽ hướng dẫn từ từ cho bà con cho đến giai đoạn mà trái lớn và bà con thu hoạch bán. Đó là tùy vào năm mình sẽ làm những clip riêng. Thì sắp tới đây mình sẽ nói về hướng dẫn về chặn đọt hẳn ngọn ở trên cây sầu riêng. Vì dạo này mình tập trung vào cây bơ rất là nhiều, nên là mình sẽ chuyển đổi thêm một số cây trồng khác cho con chúng ta. Khi ai có những cái trồng nào thì con áp dụng vào cái trồng đó. Thì một lần nữa thì bà con cứ theo dõi cái clip này, mình quay toàn bộ về những cây bơ mà kỹ thành tạo tán thông thoáng để tập trung dinh dưỡng nuôi vào trái. Xin cảm ơn bà con.
Thank you.